Thưa quý vị, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai bão lũ. Những năm gần đây, địa bàn có nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực dân cư, gây nguy cơ mất an toàn. Để chủ động ứng phó với các tình huống, huyện đã chú trọng xây dựng các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa là địa phương có nhiều điểm nguy cơ xảy ra sạt lở. Những năm qua, các hộ dân sống dọc bờ sông Danh luôn thấp thỏm, lo âu khi tình trạng sạt lở ngày càng lấn sâu vào nhà dân. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đưa ra các phương án để giúp người dân chủ động ứng phó khi mùa mưa lũ về. Thì hàng năm thì đến vào mùa mưa lũ, ủy ban xã là lên danh sách các cái trường hợp ở ven sông có nguy cơ sạt lở để là di dời lên chứ đảm bảo an toàn cho bà con tránh lũ, tránh nguy cơ rủi ro xảy ra trên địa bàn xã. Cùng với sạt lở bờ sông, thời gian gần đây trên sườn đồi tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ xảy ra sạt lở, trong khi các khu tái định cư để giúp các hộ dân đến nơi an toàn vẫn chưa có. Trong phương án đề ra là khi mà có mưa lũ xảy ra thì tập trung lực lượng để di dời bà con đến điểm an toàn và để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối về người là quan trọng nhất. Trên hệ thống loa thì chúng tôi thường xuyên là thông tin tuyên truyền để bà con nhận thức được cái vấn đề nguy hiểm về cái sạt lở núi. Chúng tôi phải rà soát lại các cái điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở núi, sạt lở bờ sông, rồi các cái điểm xung yếu có nguy cơ lũ quét và ngập lụt cao. Đồng thời cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân huyện thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại các xã và đến nay đã hoàn thành. Bước vào mùa mưa bão, bên cạnh các phương án, kế hoạch của chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong công tác phòng tránh để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.